Ok thì uh, chào mừng anh em và chào mừng uh, mọi người chúng ta đã quay trở lại cái uh, buổi phân tích thị trường trong buổi tối ngày hôm nay ở uh, trong buổi tối ngày hôm nay thì uh, em sẽ cùng mọi người chúng ta tiếp tục chúng ta cập nhật về thị trường nhé có một anh nào đang ghi lên cái màn hình của em này uh, hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật về thị trường cũng như chúng ta sẽ cập nhật về xuống của Bitcoin ạ chào anh Xuân Thủy ạ chào chị Ní, chào anh Phúc, chào anh Như Long, chào anh Đặng Long ạ, chào anh Ninh, chào bạn Sang ạ. Ờ, trong ngày hôm nay thì uh, thị trường chúng ta thì uh, nó đang có dấu hiệu đúng không ạ? Trong ngày hôm nay thì uh, nếu như mọi người chúng ta để ý một chút thì uh, thị trường của chúng ta nó đang có dấu hiệu giảm. Chúng ta có thể nhìn qua một chút về một số đồng an coi đi. Hôm nay chúng ta đã nhìn thấy, uh, mọi người có theo dõi con IPT không ạ? APT còn Aptos Hiện tại nó đang Còn Aptos hiện tại nó đang có dấu hiệu gì ạ Nó bị giảm giá rồi Và cái xuống của Aptos hiện tại thì nó không quá đẹp nữa rồi nha Aptos hiện tại thì uh, Trong cái phiên ngày trước Phiên ngày tháng trước đúng không ạ Thì con này nó đẩy sóng rất là mạnh Và nó tạo đỉnh ở cái vùng khoảng đâu đấy khoảng quanh vùng 20 đô Và sau khi mà nó tạo đỉnh xong ấy, Sau khi mà nó tạo đỉnh xong Thì nó đang có dấu hiệu gì ạ Trứng lại rồi Thực ra nếu như mọi người mà đầu tư, mọi người mà muốn đầu tư Aptos ấy thì theo mà nên chúng ta nên đợi cái vùng khoảng tầm 12 13 đô. Thì đây là sẽ là một cái cái vùng giá mà mọi người đầu tư nó rất, khá là an toàn. Còn cái tầm giá này nó không an toàn đâu nhá. Ít nhất nó phải về dưới 13 đô thì chúng ta mới tính toán cho đầu tư. Chúng ta sẽ có một cái vùng giá của nó khoảng tầm 11 cho đến 13 đô. Đây là cái vùng mà cái việc mà nó về là là gì? nó hoàn toàn bình thường. Nên cái tầm này mà anh em mà còn nhảy vào mà anh em tầm này mà anh em còn nhảy vào và anh em đu sóng con Aptos thì nó sẽ có nhiều có rất là nhiều rủi ro nên theo em nói như là những đồng coi này thì tạm thời chúng ta có thể quan sát thêm thôi cái vùng mà chúng ta dự kiến con Aptos sắp tới nó điều chỉnh khoảng tầm 11 cho 13 đô nếu như mà nó điều chỉnh khoảng về 11 đô là nó điều chỉnh nhiều nhá 20 đô mà nó điều chỉnh về cho anh em khoảng 11 đô ấy thì nó âm đâu đấy khoảng hơn 40 nó là bình thường luôn đấy đúng không ạ còn nếu như mà nó điều chỉnh về 13 đô thì nó cũng có một cái mức nó cũng sẽ có một cái mức điều chỉnh đâu đấy phải rơi khoảng tầm 36%. Nói chung là con này nó cũng phải điều chỉnh khoảng 40%. Thì chúng ta mới tính toán chúng ta vào được. Còn tầm giá này thì theo như em thì nó quá nhiều rủi ro. Chúng ta phải không vào. Thì mọi người có thể quan sát thêm nhé. Ở trên khung m 30 nó không quá đẹp. Đây là xuống khung m 30 đây. m 30 đang có xuống gãy sóng rồi. Đây này mọi người có thể bật cái khung nhỏ hơn khung m 15 lên này. Vừa rồi thì thị trường nó có một cái nhịp giảm này nó trứng lại này. Tiếp tục khả năng là sẽ tiếp tục nó rớt thôi. Đấy nên chúng ta tránh những cái đồng coi này ra nhé Anh em ở chúng ta có bạn có đầu tư con này Thì em nghe chúng ta nên tránh Còn anh em mà chúng ta muốn đánh và chúng ta muốn đốt sóng Thì ít nhất là về dưới 13 đô Thì chúng ta mới tính toán cho đầu tư Crypto market cap biểu đồ của nó đang gặp kháng cự Nên BC không tăng được nữa Cái đấy thì em cũng không để ý lắm Nhưng mà tầm này thì nói chung là Bitcoin nó cũng đang khá là xấu Bitcoin cái tầm này khả năng nó điều chỉnh khá là cao Nát nữa thì chúng ta sẽ cập nhật thị trường nhé Nát nữa em sẽ phân tích kỹ hơn An coi mặt bằng chung anh em có thể nhìn một vài đồng con nó cũng đang có dấu chứng rồi mà Ví dụ Nia đi Nia nó cũng đang có dấu chứng mà nó cũng không muốn tăng lắm Nia đây nó cũng đang có dấu chứng ở trên khung 30 rồi này Cái xuống tăng có cảm giác là nó cũng không không còn tốt nữa rồi Nên em nghĩ là chúng ta nên chờ đợi cái con sóng sắp tới đi Khả năng là sắp tới thì Chúng ta sẽ có một cái một cái vùng điều chỉnh chung của thị trường. Thì chúng ta nên vào những thời điểm như vậy sẽ ok hơn. Mặt bằng chung của an coi trên H4 nó đang có cái xu hướng tăng nó đang yếu dần. Xu hướng tăng của H4 này anh em này. Có cảm giác là cái lực tăng nó đang bắt đầu đuối rồi đúng không ạ? Bắt đầu cái xu hướng tăng nó không được mạnh nữa rồi. Thì em nghĩ là chúng ta chờ được, tầm này chúng ta vội gì đâu. cơ hội nó còn rất là nhiều mà trong khi đó thì bây giờ mới là cái đoạn đầu năm thôi. Chúng ta cũng không cần phải vội vàng đầu năm chúng ta cứ thông thả thôi ạ đầu năm anh em mà chúng ta vội vàng thì chúng ta cũng chưa cần thất thiết đặc biệt là trong cái thời điểm mà an coi và thị trường nó chạy giá khá là nhiều rồi nên em nghĩ là chúng ta cứ bình tĩnh thôi được không ạ chúng ta sẽ nhìn qua một chút về uh, xu hướng của bitcoin trong uh, buổi tối ngày hôm nay đi uh, Bitcoin của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay khi mà em đang ngồi Ờ, Phân tích thị trường của anh em cũng như đang ngồi uh, zoom mọi người trong nhóm Thì uh, Bitcoin của chúng ta nó đang giao dịch quanh mức 22.900 đô Bitcoin của chúng ta nó tạo một cái phiên tăng giá khá là mạnh Và nó đẩy từ cái vùng giá 17.000 đô và nó tiến tới cái vùng giá khoảng 24.000 Sau khi mà nó tiến tới vùng 24.000 đô thì em đang hướng tới rằng Thị trường nó sẽ có một cái phiên điều chỉnh Để chúng ta có thể uh, đi chọn được uh, Phiên H4 thì có thể nó sẽ đẩy thêm một nhịp nữa hay không thì em không dám chắc thì ở trong cái buổi zoom trước thì uh, Em có vẽ với mọi người về sóng rồi đúng không ạ Đây cái sóng ngày hôm trước em có vẽ với anh em này Nó sẽ mục tiêu là Ở cái vùng giá này Thì có thể nó sẽ điều chỉnh luôn xuống cái vùng khoảng dưới 21 ngàn đô Vùng giá của chúng ta sẽ là khoảng từ 20 đến 21 ngàn đô Đây là cái target mà điều chỉnh sắp tới của thị trường anh em nhé Hoặc là nó có thể nó chơi thêm một cái bài này nữa thì em cũng không dám chắc Nói là nó sẽ đẩy thêm một cái Một cái nhịp nữa lên trên uh hạ trên nó vượt qua tiếp tục nó vượt qua đỉnh cho nó mới điều chỉnh cơ Thế thì một trong hai trường hợp nó đều được nhưng mà kể cả cho dù nó chạy theo cái xu hướng nào thì em cũng em cũng sẽ hướng tới về với, với cái việc là nó sẽ điều chỉnh về cái vùng mà chúng ta khoanh màu đỏ đỏ bên dưới này đây cái vùng giá này thì sẽ là cái vùng giá mà em sẽ hướng tới với anh em cái vùng màu xanh là cây này nó khoảng tầm dưới 21.000 đô thì cái thời điểm đó thì khả năng là chúng ta sẽ đi chợ nó an toàn hơn rất là nhiều và em cũng rất là kỳ vọng rằng đây là một cái nhịp điều chỉnh lớn ở trên cái khung D1 nó kéo theo một cái hệ an coi điều chỉnh sâu ờ, trong trường hợp mà thị trường ở cái giá này nó điều chỉnh về đây thì an coi sẽ điều chỉnh khoảng cỡ 15 thì với cái việc mà an coi nó điều chỉnh khoảng 15 thì nó kéo theo an theo với cái việc mà Bitcoin nó điều chỉnh khoảng 15 thì nó sẽ kéo theo an coi nó giảm khoảng tầm 30 cho đến 40 tùy đồng. có đồng coi nào ít nhưng mà giảm khoảng 25 target trung bình thì chúng ta sẽ mục tiêu trong áp tới thì chúng ta sẽ chờ đợi một con sóng điều chỉnh nó đủ lớn và với em thì cái con sóng điều chỉnh đủ lớn nó sẽ rơi khoảng tầm 30 cho đến 40 phần trăm 30 đến 35 phần trăm thôi còn một số đồng con nó điều chỉnh sâu hơn thì nó là thiểu số thôi nhưng mà trung bình nó sẽ điều chỉnh như này thì chúng ta sẽ đi chợ anh em nhé em nghĩ là điều chỉnh được cái tầm này thì nó không phải quá khó tại vì cái việc mà bitcoin nó điều chỉnh mới năm thì nó sẽ kéo theo an con điều chỉnh gấp đôi và 15% gấp đôi cùng 15% nó rơi khoảng tầm 30 35%. Em nghĩ là chờ đợi được tầm này chúng ta đáng để chúng ta chờ. Tầm này chúng ta em nghĩ là không cần thiết để FOMO. Có anh em nào trong nhóm của mình uh... bây giờ chúng ta đang nóng vội không ạ? Có mọi người trong nhóm của mình có anh em nào chúng ta đang muốn vào hàng rồi không? Mọi người comment cho em ạ, hay là mọi người vẫn bình tĩnh ạ. Ở cái con sóng trước thì chúng ta đánh được một cái sóng Bitcoin từ vùng 17.000 đô lên rồi đúng không? Do đó chúng ta chốt lời rồi. Lên cái tầm này thì em vẫn quan sát. Có là sau cái con sóng chốt lời vừa rồi thì bây giờ em đang quan sát sang đúng không? Sang anh nhớ là đợt trước em có vào hay sao ấy? Vẫn nóng vội à? Có em nóng vội không ạ? Em nghĩ là có tại vì trong buổi Zoom ngày hôm nay cũng khá đông đúng không ạ? Trong buổi Zoom ngày hôm nay cũng rất là đông anh em nên em nghĩ là sẽ có anh em mà chúng ta vội vàng thôi. Hay là có anh em mà chúng ta đang nóng ruột. Sẽ có, lúc nào nó có tỷ lệ như vậy. Nhưng mà em nghĩ là cái tầm này thì uh, nó nó đáng để chúng ta chờ nó không cần phải vội năm 2023 kể cả cho dù bây giờ thị trường nó có đẩy lên nhưng mà chúng ta chúng ta vẫn có cơ hội và chúng ta vẫn có điểm vào mà cái kể cả bây giờ em nói anh em là kể cả cho dù Bitcoin nó có đẩy lên, lên cái nền giá 100.000 đô thì chúng ta vẫn có điểm vào. Cái vấn đề là như nào ạ? Cái vấn đề là liệu rằng chúng ta có giữ được cái số tiền mà gì ạ? để chờ đợi đến cái cơ hội nó đến hay không thôi. Đa phần những cái thời điểm và những cái cơ hội nó đến với anh em ấy thì chúng ta lại không còn tiền. Bằng chứng là bây giờ mọi người thử nhìn cho em ở trên thị trường crypto đi, những anh em đầu tư crypto đi. Bây giờ còn mấy ai còn tiền đâu. Tại vì cái mùa sóng 2022 ấy. 2022 nó là một cái mùa sóng mà giải thích với anh em như nào nhỉ? 2022 đó là một cái mùa sóng mà nó lấy đi Nó đến lấy đi cái số tiền của người chơi nó quá nhiều Anh em nếu như mà anh em mà hâu coi Thì anh em cũng bị chia khoảng 5 đến 10 lần Em nghĩ là chia khoảng 10 lần 5 lần thì anh em chắc là anh em phải may mắn đấy Tại vì những cái đồng ăn coi có những đồng coin nó chia đến khoảng 20 đến 30 lần mà Nên em nghĩ là nếu mà anh em nào mà hâu coi trong cái mùa sóng trước ấy Thì khả năng là bây giờ anh em đang bị chia khoảng 10 Kể cả cho dù thị trường nó hồi rồi Ví dụ ADA đi ạ ADA sẽ để ví dụ cho mọi người nhé là con này bây giờ nếu như mà so với đỉnh thì bây giờ bao nó đã về bờ được đỉnh của nó là bao nhiêu ở vùng 3 đô có gần chia 10 thế có nghĩa là những cái người chơi mặt bằng chung mà họ hâu thì bây giờ họ vẫn đang gần chia 10 rồi như con bô có đốt đi chúng ta có thể nhìn qua một chút con bô có đốt đi cái đỉnh của con bô có đốt ở vùng 50 đô đúng không ạ 50 đô mà nó rớt cho anh em mà bây giờ nó mới hồi lên 6.4 thôi thì có nghĩa là con này nó vẫn gần chia 10 em là cái người người ngày xưa mà đã từng nhận định với anh em là con bô có đốt đấy ở cái vùng 40 đô và em nhận định nó về khoảng dưới 5 đô và bây giờ thì nó vẫn giao dịch ở 6 đô thôi Nhiều anh em mày bảo em là là Không vào thì mất cơ hội Nhưng không phải Cái vấn đề thứ nhất là mọi người không quan sát em kỹ Tại vì thứ nhất là cái giá này so với cái thả giá mà ngày xưa Mà em bảo anh em cắt đao thời điểm cuối năm 2021 ấy, Nó vẫn là một cái nền giá gì? thấp hơn rất là nhiều Nó phải nhân đến khoảng gần 10 lần nữa Nó mới về bờ được Và cái điều thứ hai Nói như là cái con sóng vừa rồi em cũng bắt biết con 17 000 đô mà Chứ có phải là em không đánh đâu Chỉ quan là sau khi mà em chốt lời xong thì em sẽ chờ một cái vị thế an toàn em mới vào Bản thân của em thì em giao dịch như vậy còn thời điểm này thì em 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 thấy rằng nó sẽ quá mạo hiểm và bản thân của em thì khi mà em em đánh thì có một cái gì đó mà đến bây giờ thì em sẽ cẩn thận hơn so với so với mọi người nên em vẫn chờ đợi thôi còn cái việc mà anh em mà chúng ta vội vàng anh em vào lệnh cái đấy tùy mọi người có là trong thị trường thì chúng ta có nhiều cách chơi khác nhau và chúng ta không cần chơi giống nhau nhưng mà chúng ta vẫn có thể kiếm được tiền nên nhiều khi mà mọi người chơi khác em thì vẫn được mà chỉ qua là làm sao mà làm sao để trong sau một quá trình giao dịch và sau một cái mùa sóng mọi người có lợi nhuận như vậy là tốt rồi chứ không cần phải là chơi dùng nhau đấy thì có nghĩa là thị trường chúng ta thì thứ nhất là như anh em chơi trong trường vải hâu ấy, thì mọi người cũng bị chia tài khoản 5 đến 10 lần rồi như anh em mà chúng ta lại có tâm lý gỡ thì chúng ta gì ạ? nhảy vào để chúng ta gì chơi future và chúng ta gỡ lại cái số tiền mất và cuối cùng mình gỡ thì tiền gỡ thì chẳng thấy đâu đúng không ạ tiền gỡ thì chẳng thấy đâu nhưng mà cuối cùng là cháy hết tài khoản thì có nghĩa là 2023 2022 ấy, đó là một cái năm mà nó là một cái năm mà nó 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 khá là khốc liệt mà nó lấy đi số tiền của người chơi rất là nhiều thế nên là sau này đến cái thời điểm mà cái cơ hội nó đến thì mọi người đâu còn tiền để mọi người mua đâu cái vấn đề ấy, cái vấn đề đó nha chúng ta phải còn tiền khi mà cơ hội nó đến chứ không phải là cái con sóng nào chúng ta cũng nhảy vào bản thân của em em như vậy bây giờ cái con sóng mà nó mạo hiểm mình nhảy vào chơi làm cái gì đâu đúng không tại vì sao mà chúng ta không chờ đợi đến cái con sóng gì ạ nó an toàn chúng ta mới vào mọi người bây giờ mọi người chỉ cần em chỉ cần mọi người trong một cái mùa sóng ấy trong một cái mùa sóng mà chỉ cần mọi người có khoảng 10 cơ hội thôi mà anh em chỉ cần nắm mắt cho em được khoảng tầm 6 cơ hội thôi này anh em đã có thể kiếm được rất nhiều tiền chứ không cần phải nắm được cả 10 cơ hội ấy. cái vấn đề là cái 6 cơ hội chúng ta nắm mắt thì nó cũng gì ạ nó sẽ an toàn và cái tỷ lệ thắng nó sẽ cao còn bây giờ anh em cứ cơ hội nào anh em cũng nắm mắt đấy anh em thử nhìn lại cho em đi ạ trong quá khứ ấy bao nhiêu lần chúng ta cứ nghĩ là cơ hội ngon ăn nhưng mà cuối cùng nhảy vào toàn đu mà chả hiểu vì sao mà cứ nhảy vào xong cái là nó điều chỉnh ồ đúng không mọi người đây này cứ nhảy vào xong là toàn nhảy đúng cái vùng này thôi chả hiểu vì sao luôn ấy cứ nhảy xong là nhảy vào cái vùng giá này xong nó điều chỉnh cho một phát là về khoảng 5.5 cuối cùng là lại gì lại sợ hãi lại cắt đi cắt xong cuối cùng nó lại đầy cái điều đó là em nghĩ là cái điều mà chúng ta cần phải rút ra kinh nghiệm chúng ta chơi trong thị trường này đến bây giờ cũng khá là lâu rồi đúng không ạ? thì chúng ta cũng cần vài gì có một góc nhìn thì về thị trường nó thay đổi hơn so với cái lúc mà chúng ta mới vào qua thời gian thì em nghĩ rằng chúng ta chúng ta uh, chúng ta nên nên gọi là chúng ta nên nên bình uh, mình tĩnh hơn mà chúng ta không lên fomo nữa còn tầm này em nhảy vào fomo để làm cái gì đúng không em nghĩ là không đáng một cái xuống tăng rất là mạnh này rồi nó không đáng em đang đầu tư vào tệ một cái xuống tăng rất là mạnh nó không đáng luôn ấy cái việc mà bây giờ nó điều chỉnh cho anh em về khoảng 5.5 năm thì nó chả có gì là khó luôn ấy đúng không ạ thì thà là bây giờ chúng ta cứ đợi cái vùng 5.5 đi nó về chúng ta mua còn hơn là chúng ta nhảy vào cái vùng giá này chúng ta nhảy vào cái vùng giá này mà nó, bây giờ nó điều chỉnh xuống vùng 5.5 là chúng ta gì ạ âm cái đâu đấy khoảng gần 5.5 là nó âm khoảng bao nhiêu ạ? 20%. Thì em nghĩ nó không đáng. Thì thà chúng ta sẽ chờ một cái vùng giá gì ạ? Một cái vùng giá mà nó tốt thì chúng ta gì chờ đợi chúng ta bắt. Thà nó nó không về chúng ta bỏ qua cơ hội còn hơn là chúng ta nhảy vào. Sau đó tài khoản bị âm 2%. Đấy, thì em nghĩ là như vậy. Còn tùy mọi người thôi nhá, đấy là cái góc nhìn của em hay cũng như là cái cái trường phái chơi của em. Thì nếu như mọi người mà chúng ta mọi người thấy mà nó phù hợp thì anh em có thể thấy có thể là mọi người theo dõi thêm của anh em mà cảm thấy là cái trường phái chơi của em nó hơi khác hơn không, mọi người thì anh em có thể là mọi người uh, có thể là tham khảo thôi sau đó thì anh em uh, có những cái quyết định riêng cái đấy tùy mọi người nhé em cũng không bảo là mọi người phải bắt buộc mọi người phải theo em nhưng mà ít nhất là những cái góc nhìn của em thì nó sẽ áp dụng trên cái tài khoản của em và ít nhất là những cái góc nhìn của em thì em cũng muốn là tài khoản của mọi người ta chứ cũng không phải là cái cái việc mà mà em bảo anh em là đứng ngoài nhưng mà em lại chơi thực ra là em vẫn đứng ngoài thôi sau khi mà em chốt lời xong thì em đang quan sát và em đang chờ đợi cái vùng giá nó điều chỉnh đủ sâu thì là mới vào chúng ta cứ đợi cho thị trường nó đẩy xong đi Tại vì thị trường ta nó sẽ không thể nào đẩy mãi được Nó đẩy đến một cái thời điểm thì nó sẽ phải xảy ra một cái con sóng người ta gọi là sóng điều chỉnh Nó không thể nào nó tăng mãi được đâu Nó không thể tăng mãi được Và thời điểm này thì em nghĩ rằng nó nên xảy ra các con sóng như vậy Nên chúng ta có thể chờ đợi thêm nhé Anh Tuần nên anh vẫn quan sát đúng không ạ Em nhìn thị trường xuống quen rồi đợt này em Đợt này nó lên nên em hơi nóng ruột á Có là ngày xưa là em nhìn thấy thị trường nó xuống nhiều rồi đúng không bây giờ thấy thị trường nó lên nên mình hơi sợ là nó sẽ chạy ngay đúng không anh nghĩ là nó vẫn như thế vậy như vậy thôi thị trường lên hay thị trường xuống thì chúng ta cũng nên làm chủ cảm xúc với anh nhìn như vậy đây là lý do vì sao mà anh anh là một trong những cái số ít mà những cái người mà tham gia thị trường từ 2016 2017 mà tồn tại được đến bây giờ rất là nhiều người người ta tham gia thị trường từ 2016 và 2017 nhưng mà cuối cùng họ rời bỏ cuộc chơi và bản thân của em sẽ là một trong những cái số ít có thể tồn tại được đến bây giờ thôi anh hưng là hơi tiếc đúng không ngày trước vụ nắm nhưng giờ bình thường đúng không chị chị lý đúng không chào anh đấu ạ bây giờ anh mới vào đúng không ETH thì về tầm bao nhiêu thì ôm được ETH thì em nghĩ nó sẽ điều chỉnh chung với thị trường thôi Mục tiêu thì em sẽ tính với ETH điều chỉnh nó khoảng tầm rơi khoảng tầm 1K4 Quanh vùng 1K4 Đây là cái vùng mà sắp tới chúng ta có thể tính tới cái vùng điều chỉnh của Ethereum ạ. Khoảng quanh một k 4 nhá. Em nghĩ là cái vùng quanh một k 4 là nó khả thi nó có thể về được. Ở trên D1 nó điều chỉnh về một k 4 thì cũng không phải là quá khó đâu. Cái vùng giá này thì chúng ta tính toán chúng ta vào nó sẽ an tâm hơn. Khoảng quanh giá 1k4 ạ. BNB thì nó cũng như vậy. Sau này thì khi mà nó đến những cái điểm mà mua an coi thì em sẽ bóp mọi người trong nhóm nhé còn bây giờ thì nó chưa điều chỉnh nên em cũng chưa bót đâu khi nào mà nó điều chỉnh thì em sẽ bót mọi người những cái tín hiệu và những cái đồng coi nó nó có thể là chúng ta mua được